nhằm quảng bá hình ảnh cũng như giới thiệu các đơn vị lực lượng tham gia cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36. Sáng nay, ban tổ chức đã tiến hành lễ diễu hành thể thao vòng quanh thành phố Điện Biên Phủ với chủ đề Non sông liền một dải. Tham gia cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 có 15 đội đua với hơn 200 vận động viên đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước. Ngay sau phần giới thiệu đội đua là nghi thức diễu hành biểu dương lực lượng. Trong đó, đoàn diễu hành gồm các lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường, đoàn xe mô tô và hơn 200 tay đua sẽ lần lượt đi qua các trục đường chính trên địa bàn thành phố, cũng như đi qua các điểm di tích lịch sử tại chiến trường Điện Biên Phủ như hầm The Cattery, bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đồi A1, v.v. Việc tổ chức lễ diễu hành nhằm quảng bá giới thiệu đến người dân và du khách về ý nghĩa của cuộc đua lần này, cũng như sẵn sàng cho chặng đua đầu tiên tại thành phố Điện Biên Phủ vào sáng ngày mai mùng 3 tháng 4 để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954 và 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975.